Bây giờ chúng sanh khổ quá. Trong lịch sử, trước giờ chưa từng thấy qua người xưa sống khổ sở như người hiện nay vậy. Vì thế Bồ Tát Độ Sanh nhất định cần phải có phương tiện. Phương là phương pháp, tiền là cách thức thích hợp nhất, thỏa đáng nhất. Đó gọi là phương tiện. Trong đó phương tiện thù thắng nhất chính là dạy người niệm Phật. Câu Phật hiệu này rất dễ niệm, nhưng để kiên trì đến cùng thì cũng chẳng được mấy người. Mấy người này trong kinh Đại Thừa đều bảo là người có thiện căn sâu dày. Trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nên ngày nay có được thân người nghe được Phật Pháp, nghe rồi có thể sanh lòng hoan hỷ, có thể tin, chịu tiếp nhận. Loại người này đều là trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, nên hôm nay được chư Phật Như Lai gia trì, bạn hoan hỷ tiếp nhận. Nếu như trước đây không có cái duyên ấy thì đó là chuyện không thể nào. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Thật sự hiểu ra được vấn đề rồi, chúng ta liền nắm lấy cơ duyên này không buông. Đời này ta phải đến thế giới Cực Lạc, phải thân cận A-di-đà Phật, không còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần vào những chuyện khác nữa. Một pháp môn, một bộ kinh, một bộ chú giải, chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là đủ rồi. Chỉ cần một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, không một ai là không thành tựu. Đừng có vọng niệm. Vọng niệm của chúng ta trên thực tế có quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Bạn nhất định phải biết những ý niệm này đều là ý niệm tạo nên sáu nẻo luân hồi. Vì sao lại có sáu nẻo luân hồi vậy? Chính là có những thứ vọng niệm, tạp niệm này chúng ta ngày ngày đều đang làm. Vậy làm sao mà được chứ? Nếu không buông bỏ thứ này, dẫu cho có được thân người nghe được Phật Pháp cũng chỉ là uổng công. Vì sao? Tức là đời này của bạn chẳng thế nào thành tựu nổi. Tuổi tác của tôi đã lớn rồi, không đợi được nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí, cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu tôi có một giây thì tôi niệm một câu A-di-đà Phật. Một giây đều không để luống qua. Chúng ta đừng trách người khác, mà hãy trách lấy chính mình, cứ để thời gian trôi qua luống uổng. Đó là cả một sai lầm lớn.
Bất kỳ lỗi lầm nào của cõi này không có gì nghiêm trọng hơn cái lỗi này. Vì sao bạn lại có thể để mất Phật hiệu? Vẫn còn để trong tâm mấy thứ giả tạm của thế gian này, thế mà được sao? Bây giờ cái thân này của bạn vẫn còn, những tướng giả xung quanh cũng còn, nhưng khi chết đi rồi sẽ không còn thấy cái thân này nữa. Buông hết rồi, hoàn cảnh của chúng ta, ngay cả cái hoàn cảnh thực tế trước mắt này cũng không còn thấy nữa, như mộng huyễn bọt bóng. Đây mới là chân tướng sự thật, không thể hướng ngoại tìm cầu. Bên ngoài chẳng có thứ gì cả. Trong kinh Đại Thừa Giáo, Đức Phật có nói: tâm ngoài vô pháp, pháp ngoài vô tâm. Tâm ngoài vô pháp, thế thì ngoài tâm bạn làm sao đạt được trí huệ? Làm sao có thể đắc được đức năng với tướng hảo chứ? Không thể được. Toàn là phải từ trong tự tánh. Cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên người tu Đại Thừa có niềm tin vào Phật. Vậy cái thân này có quan trọng không? Quan trọng. Vậy phải chăm sóc nó như thế nào? Để A Di Đà Phật chăm sóc. Sư phụ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thân thể có bệnh gì, Ngài đều giúp cho người ta trị khỏi. Ngài dùng thuốc gì thế? Chính là mấy loại hoa cỏ ở bên ngoài, Ngài chỉ tiện tay hái một ít, đó chính là thuốc có thể trị khỏi bệnh cho mọi người. Bệnh gì cũng trị được. Đây là gì? Bởi vì tất cả hoa cỏ cây cối đều là do tự tánh biến hiện. Chỉ cần có lòng tin, trên thực tế toàn là do tính tâm mà trị khỏi bệnh. Bạn không có niềm tin vào Phật, Bồ Tát, không có niềm tin vào bản thân, vậy thì thật đáng thương. Vì sao? Vì bản năng của bạn đã mất đi, công hiệu của nó mất rồi, toàn phải nhờ vào sự chi viện từ bên ngoài, nhờ vào thuốc men ở bên ngoài. Thuốc đều có tác dụng phụ. Từ chỗ này liền chân thật thể hội được tinh Phật. Cái chữ tính này thật là khó, quá khó. Trước đây tôi thọ giới, xuất gia được 2 năm rồi mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, việc đầu tiên đương nhiên là đến lạy thầy rồi. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi đến thư viện Từ Quang, thầy đang ở đó. Tôi từ cửa lớn bước vào, thầy nhìn thấy tôi, thầy thấy tôi bèn chỉ vào tôi, rồi lớn tiếng bảo: anh phải tin Phật. Đến khi tôi bước vào trong rồi, thầy bảo: anh ngồi xuống đi, anh có hiểu được ý tôi không vậy? Tôi nói: dạ thưa, con không hiểu ạ. Vì nếu tôi không tin Phật thì sao tôi lại đi xuất gia, thì sao chịu đi thọ giới chứ? Tôi đương nhiên tin Phật rồi. Anh nói tôi nghe chữ tin này xem. Cho nên tôi có nghi hoặc, thầy liền nói với tôi: có những vị hòa thượng đến 80, 90 tuổi rồi, đến lúc lâm chung vẫn chưa tin Phật nữa là. Nhờ đó tôi mới hiểu được ý của thầy.
Trong chữ tính này của chúng tôi mang theo cả sự hoài nghi trong đó. Đó không phải chân tính, không phải tịnh tính. Trong niềm tin này có xen lẫn cả hoài nghi. Có rất nhiều nghi vấn, đây không phải tin. Không tin, Phật ắt không linh. Tin Phật liền linh. Vì sao Hải Hiền Lão Hòa Thượng lại niềm linh thế? Vì Ngài không hoài nghi. Hôm nay chúng ta niềm sao không linh vậy? Vì có hoài nghi. Hoài nghi sẽ làm nhiễu loạn tính tâm. Cho nên cái tính tâm đó không thuần. Vấn đề chính ngay chỗ này. Chúng ta không thể không biết. Phật không sai, kinh cũng không sai. Chỉ do chúng ta học sai rồi. Nhưng bản thân không hay biết. Bạn xem tính, nguyện, hành. Tính thì bản tính bản nghi. Còn nguyện thì đâu phải thật nguyện. Muốn vạn sanh nhưng vẫn còn lưu luyến đối với cái thế giới này, lại chẳng nỡ ra đi. Danh văn lợi dưỡng thì buông không xuống nổi. Dục vọng vẫn đang ngày càng bành trướng thêm. Chướng ngại này là xuất phát từ mình mà ra, không phải từ bên ngoài. Tâm của bạn không thanh tịnh. Bạn chưa thông qua giới định huệ, chưa học qua cái này. Cho nên muốn thành tựu là việc rất khó. Ngày nay nếu chúng ta muốn có thành tựu chân thật, phải vạn duyên buông xả, triệt để buông xả. Cái gì cũng không màng đến nữa. Một lòng niệm Phật, lo mà quản lời ăn tiếng nói của mình cho tốt. Thiền tông hay bảo là tham thoại đầu. Lời nói của chúng ta chỉ có một câu A-di-đà Phật. Tuyệt đối đừng để mất A-di-đà Phật. Tranh thủ từng giây từng phút, từng giây từng phút đều là A-di-đà Phật. Tịnh độ tông chúng ta mới chân thật gọi là tịnh. Hiện tại pháp môn chúng ta tu là tịnh độ tông. Tịnh độ tông chú trọng ở tịnh, còn tâm chúng ta lại không tịnh, không nhập nổi vào tịnh độ, chỉ là hạng hữu danh vô thực, thế thì không thể nào thành tựu được. Chúng ta hôm nay nghiệp chướng quá nặng. Vì sao vậy? Vì từ sớm đến tối, thời thời khắc khắc đều chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh. Thân tâm không an, dùng tâm thái đó mà đi niệm Phật, học Phật thì không thể vãng sanh, không thể thành tựu. Chỉ là kết duyên cùng với Phật pháp mà thôi. Những thứ khác thì khỏi bàn đến, làm gì nữa. Học Phật, học văn hóa truyền thống Trung Quốc, điều kiện kiên quyết đầu tiên chính là gì? Cũng tức là bạn cần có đủ điều kiện gì, bạn mới có tư cách học tập. Điều kiện chính là buông bỏ dục vọng, buông bỏ tham sân si mạn nghi, bạn mới có thể học văn hóa truyền thống. Buông bỏ kiến tư phiền não, bạn mới có thể học Phật. Nếu không bỏ những thứ này, nó sẽ chướng ngại bạn. Dẫu cho Phật Bồ Tát có đến dạy cho bạn, bạn cũng chẳng học được thứ gì. Bạn có nghe cũng nghe không hiểu, không nhập nổi vào cảnh giới. Thuở đầu khi tôi mới học Phật, tôi biết sự thù thắng của Phật pháp. Đó là nhờ có thầy Phương giới thiệu cho tôi. Sau đó tôi gặp được Chương Gia Đại Sư. Tôi bèn thỉnh giáo với lão nhân gia ngài. Tôi nói Phật pháp tốt,
công đức lợi ích của nhà Phật, con cũng biết được đôi phần. Vậy trong Phật môn đều có phương pháp nào có thể giúp con rất nhanh có thể khế nhập vào cảnh giới hay không? Tôi đưa ra vấn đề như vậy, đại sư nhìn tôi cũng đợi Ngài trả lời, nhưng Ngài chẳng nói lời nào, chỉ nhìn tôi nhìn nửa giờ đồng hồ. Tôi cũng nhìn Ngài, có cảm giác như đang ở trong thiền đường nhập định vậy. Nửa tiếng sau Ngài mới nói ra một chữ: có. Tôi hỏi Ngài có cách gì hay không, câu trả lời là có. Tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, đợi được duy nhất một chữ, tinh thần tôi liền phấn chấn hẳn. Lúc đó đại sư Ngài lại chẳng nói gì. Lại đợi khoảng 6-7 phút, Ngài nói với tôi: nhìn cho thấu, buông cho xuống. 6 chữ như vậy. Tôi nghe được hai câu này, lời nói xem ra rất cạn cợt, nhưng thật ra ý tứ trong đó rất sâu, không thể thể hội hết được. Nhưng được cái đầu óc tôi xoay chuyển rất nhanh, tôi lập tức thỉnh giáo với Ngài: vậy phải bắt đầu từ đâu? Ngài nói với tôi: từ bố thí. Vì sao tôi đưa ra vấn đề như vậy? Câu trả lời của Ngài cũng chỉ đơn giản, dễ dàng như thế. Vậy mà phải đợi đến nửa tiếng đồng hồ. Lý do vì sao? Lúc tôi còn trẻ, tâm khí bao trao, với cái tâm như thế chẳng thế nào tiếp nhận giáo hóa. Dẫu có nói với bạn cũng chỉ như gió thoảng ngoài tai, nghe không lọt. Cho nên thầy nhìn vào người học trò, nhất định phải để toàn bộ tập khí bao trao của người học trò đều lặng xuống hết, tâm bình khí hòa mới có thể tiếp nhận lời dạy. Nửa tiếng đồng hồ, tập khí bao trao của tôi đã ổn định lại rồi, tâm định rồi, Ngài mới nói ra một chữ: có. Tôi nghe được chữ có này, tinh thần lại nhao lên nữa rồi. Đó là gì? Là bao trao, là sốc nổi. Nhất định phải đợi đến khi sự bao trao này của bạn hạ xuống rồi, Ngài mới nói với bạn. Khó lắm. Thế giới hiện thời muốn tìm một người tâm địa thanh tịnh, chân thành, cung kính, một người cũng tìm không ra. Hãy nói cách khác, tức là đối tượng để thầy có thể nói chuyện không còn nữa rồi. Không phải không muốn nói, mà là không có người nghe. Đó là giáo dục thánh hiền. Nó trái ngược hẳn với giáo dục thông thường ở trường học. Tâm khí bao trao, tiếp nhận giáo dục trong trường thì không thành vấn đề. Nhưng với giáo dục thánh hiền thì không được. Những thứ trong truyền thống Trung Quốc như Nho Thích Đạo thì không được. Những môn này đều cần một cái tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh càng tốt. Con người thời nay
học Phật học cả một đời, rốt cuộc vẫn là cái tâm bao châu y như cũ. Hay nói cách khác, đến một câu của Phật Pháp họ cũng không học được. Chẳng hạn như nói một câu A-di-đà Phật này đi, họ có học được hay không? Không được. Nếu như họ học được một câu Phật hiệu này rồi, họ sẽ khai ngộ, sẽ minh tâm kiến tánh, vạn sanh là chuyện tuyệt đối, nắm chắc trong lòng bàn tay. Y như Hải Hiền, Lão Hòa Thượng vậy. Ngài bảo trợ niệm không chắc ăn, không cần người khác trợ niệm, nói đi là đi. Cái miếu nhỏ của chùa Phật Lai, Ngài Hải Khánh, Hải Hiền cùng với mẹ của Ngài Hải Hiền đều là ra đi hết sức tự tại. Mẹ của Ngài vãng sanh vào năm bà 86 tuổi, ra đi trước nhất. Trước khi vãng sanh, còn tự mình gói sủi cảo, dặn dò Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Lúc đó Ngài Hải Hiền 57 tuổi, bảo Ngài kêu em gái của Ngài cùng với cháu trai cháu gái về hết, cả nhà đoàn viên. Sau khi ăn cơm xong, bà ngồi xếp bằng trên ghế, lớn tiếng nói với mọi người: ta đi đây. Thế là đi thật. Bạn xem tự tại biết bao, nói đi là đi. Lúc đó bởi do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Hải Hiền Lão Hòa Thượng niệm Phật 3 ngày 3 đêm, hồi hướng cho mẹ, rồi dùng một tấm ván mỏng đóng thành một cái quan tài, rồi đem bà an táng. Trong tâm Ngài vẫn luôn bất an, lòng luôn thấy có lỗi với mẫu thân. 8 năm sau, khi hoàn cảnh đã khá hơn, Ngài liền nghĩ đến chuyện cải táng cho mẫu thân, lập bia mộ. Thế là cho khai quật phần mộ lên. Khi mở quan tài ra, trong quan tài rỗng không, không thấy người. Trong đó chỉ có mấy cây đinh dùng để đóng quan tài, còn người thì chẳng thấy đâu. Trung Quốc thợ trước cũng có ví dụ tương tự, chính là Đạt Ma Tổ Sư. Sau khi chôn cất được vài tháng, có người nói họ ở Tây Vực gặp được Tổ Sư Đạt Ma. Thấy Đạt Ma Tổ Sư một chân đi chân trần, một chân thì mang giày, còn vừa nói vừa cười. Người ta nghe chuyện chẳng thể tin nổi. Đạt Ma đã được chôn cất ở đây rồi. Ngài đã mất được vài tháng rồi, làm gì có chuyện ấy được. Xem chừng khoảng thời gian ấy cũng chính là thời gian chôn cất Đạt Ma Tổ Sư. Mọi người không tin, bèn cho khai quật phần mộ lên coi thử. Khi mở phần mộ ra, quả nhiên không sai, trong quan tài không có người, chỉ có một chiếc giày.
chứng tỏ những gì người đó nói đều là sự thật. Người họ nhìn thấy đúng là Đạt Ma Tổ Sư, một chân mang giày, còn một chân thì đi chân trần, trong quan tài chỉ có một chiếc giày. Chứng tỏ người đó nói không hề sai. Cho nên mẹ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng có phải là Bồ Tát Tái Lai Du Hí Thần Thông hay không? Phàm phu chúng ta không dám nói bừa. Bởi vậy chúng ta mới xưng là Tam Thánh Lai Phật Tự. Mẹ của Ngài tuyệt đối không phải người bình thường. Đi rồi còn lưu lại tướng lành như vậy để chúng ta thấy. Cho nên thân cận Phật Đà, là chuyện lớn hàng đầu của đời người. Phước huệ sống tu rất nhanh là thành tựu. Làm sao mới có thể thân cận Phật Đà đây? Chỗ này có nói với chúng ta nhất định phải lấy niệm Phật làm nhân. Trong tâm thường phải có Phật, trong tâm không bao giờ rời Phật. Thế thì bạn sẽ ngày càng gần Phật. Phật này không phải Phật thông thường, mà là A-di-đà Phật của thế giới cực lạc. Trước hết bạn cần phải khẳng định một điều rằng Ngài có thật, không được có mảy may hoài nghi nào. Chúng ta sanh trong thời đại này, đây là thời kỳ thời tiết nhân duyên hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được Thái Hiền Pháp Sư, Ngài biểu pháp cho chúng ta, Ngài thay chúng ta chứng minh, chứng minh rằng Tây Phương Thế Giới Cực Lạc là có thật, A-di-đà Phật có thật. Ngài đã từng nhiều lần gặp mặt A-di-đà Phật. Ngài niệm Phật niệm suốt 92 năm, không hề gián đoạn bao giờ. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Làm việc niệm Phật, sinh hoạt niệm Phật, mà đối người tiếp vật cũng niệm Phật. Phật hiệu không gián đoạn. Trước Ngài Hải Hiền, tôi có thấy qua một người, chính là lão sư của tôi, Ngài Chứng Giới Đại Sư. Ngài là trì chú theo lối Kim Cang Trì, tức là bạn nhìn thấy mỗi ngày đang đồng nhưng không ra tiếng, đó gọi là Kim Cang Trì. Bất luận là ở đâu, bất kể là vào lúc nào, bạn thấy Chứng Giới Đại Sư, bạn sẽ thấy mỗi ngày đang đồng, ngày niệm thầm. Cả đời tôi chỉ thấy qua một người như vậy, chưa từng thấy qua người thứ hai nào. Chúng ta nên học theo. Ngài Hải Hiền cũng là như vậy. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Không niệm Phật thì làm sao thành Phật được?
Tiếp theo, cư sĩ Bành có đưa ra một ví dụ như thập địa của Kinh Hoa Nghiêm. Thủy chung không lìa niệm Phật. Thủy là chỉ cho sơ địa, chung là thập địa, cũng tức là thập địa Bồ Tát. Kể từ khi chứng đắc sơ địa trở về sau, cứ từng địa mà hướng lên trên, đến bậc Pháp Vân Địa Bồ Tát cuối cùng, vẫn không hề rời niệm Phật. Giống như Thái Hiền Lão Hòa Thượng với Chương Gia Đại Sư vậy. Đến chỗ này đều là lời của cư sĩ Bành Tế Thanh. Tiếp theo là lời của cụ Hoàng Niệm. Theo ông Bành, Bồ Tát độ sanh cần phải có phương tiện. Phương tiện tối thắng là dạy người niệm Phật. Niệm Phật sanh Phật quốc, thấy Phật nghe Pháp, chọn chẳng rời Phật, nên nhập được Phật Pháp Tạng, rốt ráo đến bờ kia. Ông Bành bàn như vậy chứng tỏ đã lãnh hội sâu xa ý chỉ kinh này. Chỉ là tông chỉ, cương lĩnh, tu học chủ yếu nhất của bộ kinh này chính là niệm Phật. Xem như cư sĩ Bành Thế Thanh đã nắm được ý chỉ kinh này rồi. Chúng ta biết bản thân ông Bành chắc chắn là tu pháp môn này, khẳng định là Phật hiệu không rời tâm. Trong tâm có Phật, đây là người có đại thành tựu. Nhưng trụ thế không dài, Bành cư sĩ vãng sanh khi tuổi đời mới hơn 50 là đã ra đi rồi, công đức viên mãn. Chức tác của ông vô cùng phong phú. Vì thế chúng ta nên học theo ông, đừng có vọng niệm. Vọng niệm của chúng ta trên thực tế có quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Bạn nhất định phải biết những ý niệm này đều là ý niệm tạo nên sáu nẻo luân hồi. Vì sao lại có sáu nẻo luân hồi vậy? Chính là có những thứ vọng niệm, tạp niệm này chúng ta ngày ngày đều đang làm. Vậy làm sao mà được chứ? Nếu không buông bỏ thứ này, dẫu cho có được thân người nghe được Phật Pháp cũng chỉ là uổng công. Vì sao? Tức là đời này của bạn chẳng thế nào thành tu nổi. Tuổi tác của tôi đã lớn rồi, không đợi được nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí. Cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu tôi có một giây thì tôi niệm một câu A-di-đà Phật. Một giây đều không để luống qua. Chúng ta đừng trách người khác, mà hãy trách lấy chính mình, cứ để thời gian trôi qua luống uổng. Đó là cả một sai lầm lớn.
Bất kỳ lỗi lầm nào của cõi này không có gì nghiêm trọng hơn cái lỗi này. Vì sao bạn lại có thể để mất Phật hiệu? Vẫn còn để trong tâm mấy thứ giả tạm của thế gian này, thế mà được sao? Bây giờ cái thân này của bạn vẫn còn, những tướng giả xung quanh cũng còn, nhưng khi chết đi rồi sẽ không còn thấy cái thân này nữa. Buông hết rồi, hoàn cảnh của chúng ta, ngay cả cái hoàn cảnh thực tế trước mắt này cũng không còn thấy nữa, như mộng huyễn bọt bóng,